Những hiểu lầm thường gặp về dinh dưỡng cho người cao tuổi Tết là khoảng thời gian mà người cao tuổi rất dễ bị mất cân bằng dinh dưỡng do xáo trộn lịch sinh hoạt và ăn uống. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những lầm tưởng về dinh dưỡng khiến chế độ ăn uống mất cân đối, ảnh hưởng tới sức khỏe người cao tuổi. Phải bồi bổ thật nhiều món thì mới tốt. Từ suy nghĩ giúp cha mẹ bổ sung thêm thực phẩm giàu dinh dưỡng, không ít người con lựa chọn những sản phẩm như hồng sâm, đông trùng hạ thảo làm quà biếu Tết hay thuyết phục cha mẹ dùng yến để bồi bổ. Trên thực tế, Việc dung nạp quá nhiều chất dinh dưỡng có thể làm hệ tiêu hóa bị quá tải, gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó, với chức năng tiêu hóa không còn như trước, việc ăn nhiều chất bổ dưỡng quá mức có thể dẫn đến các bệnh béo phì, mỡ máu cao hoặc các hệ lụy sức khỏe khác. Theo các chuyên gia y tế, khi chuẩn bị bữa ăn cho người cao tuổi, nên chọn những thực phẩm không có nhiều mỡ, tăng cường các loại rau củ quả, sử dụng dầu thực vật, đảm bảo đủ chất đạm bằng cách tăng cường ăn cá và các loại đậu, đỗ. Ngoài ra, Thức ăn nên chế biến mềm và trong bữa ăn nên có món canh. Người cao tuổi không cần ăn nhiều vì cơ thể sẽ nặng nề. Trái ngược với quan điểm cần bổ sung thêm nhiều thực phẩm, nhiều người cao tuổi lại kiêng ăn nghiêm ngặt để tránh tăng cân, lo sợ cơ thể nặng nề. Tuy nhiên chế độ ăn thiếu khoa học, không đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, suy giảm sức khỏe ở người cao tuổi. Theo chuyên gia, chế độ dinh dưỡng đầy đủ dành cho người cao tuổi thường bao gồm bốn loại thực phẩm chính: chất bột đường, chất đạm, chất béo Vitamin và khoáng chất. Bổ sung dinh dưỡng đường uống, giải pháp thuận tiện cho người cao tuổi. Nhiều người cho rằng dinh dưỡng bổ sung không cần thiết. Từng đồng tình với quan điểm này, chị Thủy Tiên, Hà Nội chia sẻ, tôi thường nghe về nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng dành cho người có tuổi, nhưng vẫn tự tin rằng chế độ ăn của gia đình đã hợp lý với mẹ tôi rồi. Thực tế, khả năng hấp thu dinh dưỡng ở người cao tuổi thay đổi theo quá trình lão hóa. Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, Dinh dưỡng bổ sung đường uống giúp người cao tuổi dễ hấp thu các dưỡng chất quan trọng mà chế độ ăn, hà ăn hàng ngày khó đáp ứng đủ. Điển hình là HMB, dưỡng chất có trong thức ăn như thịt bò, trái bơ, bông cải được xem là rất quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ và tái tạo khối cơ. Tuy vậy, rất khó để người cao tuổi bổ sung đủ lượng HMB mà cơ thể cần hàng ngày qua bữa bữa ăn bởi lượng HMB cơ thể cần bổ sung hàng ngày là 1.5g cam có trong 3.000 quả bơ, hoặc 50 quả trứng. 7 miếng ức gà 1,3 kg thịt bò hoặc 400 kg bông cải. Tương tự, IBG là beta glucan chiết xuất từ nấm men, kết hợp cùng các dưỡng chất khác sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Việc bổ sung IBG hàng ngày sẽ giúp người cao tuổi tăng khả năng chống lại bệnh tật. Để giúp người cao tuổi ăn Tết vui khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold cải tiến mới là giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối có công thức tác động kép gồm HMB và IBG được chứng minh giúp cải thiện khối cơ trong 8 tuần và giúp tăng cường miễn dịch. Ensuga Gold mới cũng cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng khác như FOS, fructo oligosaccharides giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Canxi và vitamin D giúp xương chắc khỏe và hỗn hợp chất béo thực vật giàu omega 3 hỗ trợ sức khỏe tim mạch.